350 xã ở miền Trung nguy cơ sạt lở đất. 350 xã phường của 10 tỉnh ven biển miền Trung từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi và tỉnh Con Tum có thể xảy ra sạt lở đất do bão gây mưa lớn. 24 giờ qua, ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi mưa lớn như tại Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế hơn 480 mm, Trà Mi tỉnh Quảng Nam gần 340 mm, Trà Nham tỉnh Quảng Ngãi gần 300 mm, A Bung tỉnh Quảng Trị hơn 210 mm. Mưa lớn khiến độ ẩm đất gần hoặc trên trạng thái bão hòa, nguy cơ sạt lở cao. Ông Mai Văn Kim, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hôm nay và ngày mai, bão sẽ gây mưa 100 đến 300 mm, có nơi trên 500 mm ở Bắc và Trung Trung Bộ. Trong đó, mưa cường suất lớn hơn 150 mm trong 6 giờ có thể xảy ra ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng. Ngoài ra, gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh sẽ làm vùng mưa mở rộng ra Tây Nguyên, Nam Bộ. Do lượng mưa rất lớn nên tất cả vùng núi phía Tây của Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và Tây Nguyên đều nằm trong cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trong những ngày tới, khi ông Kim nói trang http2.2-lukestan.net.gov.vn của cơ quan khí tượng cảnh báo có 350 xã ở 10 tỉnh, thành phố miền Trung, Tây Nguyên nguy cơ sạt lở đất. Cấp độ rủi ro thiên tai do sạt lở đất, lũ quét ở Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế là cấp 2 trên thang 3 cấp, các tỉnh còn lại ở cấp 1. Cụ thể, nguy cơ sạt lở, lũ quét ở mức rất cao tại Hòa Vang, Liên Chiểu, Sơn trà của thành phố Đà Nẵng, A Lưới, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc, thành phố Huế, Hương Thủy, Hương Trà của tỉnh Thừa Thiên Huế. Tỉnh Quảng Trị có cam lộ, Đa Cơ Rông Do Linh, Hải Lăng, Hướng Hóa, Triệu Phong, Vĩnh Linh, Quảng Nam là Bắc Trà Mi, Đại Lộc, Đông Giang, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Nam Giang, Nam Trà Mi, Nông Sơn, Núi Thành, Phú Ninh, Phước Sơn, Quế Sơn, Tây Giang, Thăng Bình, Tiên Phước. Các huyện Bố Trạch, Lệ Thủy, Minh Hóa, Quảng Ninh, Quảng Trạch, Tuyên Hóa của tỉnh Quảng Bình, Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh, Vũ Quang tỉnh Hà Tĩnh, Anh Sơn, Con Cung, Quế Phong, Quỳ Châu, Tương Dương của tỉnh Nghệ An, Bá Thước, Cẩm Thủy, Lan Chánh, Ngọc Lặc, Quan Hóa, Quan Sơn, Thường Xuân của tỉnh Thanh Hóa có nguy cơ sạt lở đất. Quảng Ngãi có các huyện Ba Tơ, Bình Sơn, Mộ Đức, Sơn Hà, Sơn Tây, Sơn Tịnh, Trà Bồng, Tư Nghĩa, Đức Phổ, Con Tung có Đắc Lây, Ngọc Hồi, Tu Mơ Rông cũng đối diện nguy cơ sạt lở đất. Hôm qua, tại cuộc họp ứng phó bão, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng như cục cứu hộ cứu nạn, Bộ Quốc phòng nhấn mạnh rút kinh nghiệm từ bảo Gia đi, các tỉnh cần rà soát tất cả điểm có nguy cơ sạt lở, thông báo nhanh nhất đến từng hộ dân khi xuất hiện tình huống báo động và chuẩn bị nơi an toàn để người dân di chuyển đến. Cách đây 12 ngày, Bão Gia Ri vào Quảng Ninh với sức gió cấp 12-13 khiến khoảng 20 người chết do gió giật, cây đổ, nhưng sạt lở đất, lũ quét do mưa lớn kích hoạt đã khiến hơn 300 người chết, mất tích. Nhiều khu dân cư ở Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng bị bùng đất sang phẳng, vùi lấp hàng chục người.